Xin chào tất cả các bạn, mình là Nguyễn Hồng Phúc, là thành viên của HSP. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng Photoshop để tạo hiệu ứng hình màu sắc cho hình ảnh mà các bạn theo dạng giống như của Instagram. Thì đây là bức ảnh mà chúng ta sẽ thao tác trên nó và đây là kết quả mà chúng ta sẽ đạt được. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào phần hướng dẫn. Các bạn mở file hình ảnh mà các bạn muốn thao tác lên bằng Photoshop. Đây. Việc đầu tiên, các bạn sẽ tạo một lớp level, chọn tác động vào kênh Blue. Và ở phía dưới thanh gradient này các bạn sẽ chọn tầm 180, khoảng cỡ đó. Tùy vào sở thích của các bạn, ví dụ như các bạn muốn cho nó đậm hơn hay là cho nó tùy theo độ mạnh nhẹ của màu sắc, nhưng mà theo mình thì mức trung bình các bạn có thể chọn khoảng 180. Rồi. Thì tiếp theo là các bạn thêm một lớp solid color. Ở đây mình chọn vùng màu kem. Rồi bạn sẽ tạo chế độ cho nó là Multiply. Thì ở đây các bạn có thể thấy là cái màu chúng ta đã gần như hoàn thiện. Tuy nhiên thì chúng ta chưa thấy được độ sắc nét cũng như là chưa thấy được độ sâu. Thì các bạn sẽ tạo vào một lớp Curve. Chỉnh đường cong theo dạng như này. Thì đây các bạn có thể thấy tương đối. Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa thấy nó được thật sự có chiều sâu cho lắm. Thì mình sẽ dùng thủ thuật mà mình hay sử dụng là tạo một lớp gradient trắng đen. Và để cho nó chế độ soft light. Rồi đây các bạn có thể thấy trước và sau khi chúng ta sử dụng một lớp gradient trắng đen này, các bạn có thể giảm đi một xíu. Rồi như vậy thì bức hình theo hiệu ứng Instagram của chúng ta đã hoàn thiện. Tùy theo sở thích của các bạn, nếu như các bạn có muốn cho nó hơi xanh hơn một xíu thì các bạn có thể sử dụng color blends, chỉnh thêm một tí. Phần hướng dẫn của mình đây là hết kết thúc. Thì đây cũng là tút đầu tiên của mình, thì thật sự chưa quen với cách làm này, cho nên là qua quá trình hướng dẫn, nếu như có gì thắc mắc thì các bạn có thể để lại comment phía dưới của topic này và mình sẽ cố gắng giải đáp với các bạn. Xin chào các bạn.